Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video Mọt Game Chơi Bo Game. Thì hôm bữa anh em mình đã tương tàn về con game Hungry Monkey rồi. Thì hôm nay vẫn tiếp tục chơi chiến với nhau tiếp. Sao? Được không? Nay thì mình sẽ không chơi game Hungry Monkey nữa. Mình sẽ chơi một con game mới đến từ nhà Playblus. Đó chính là Đuôi Rực Lửa. Khi là chơi thì hôm nay ta có một nhân vật mới. Chắc chắn sẽ chị rồi anh BK. Chào mọi người. Hi, xin cái tuổi. Ok, thôi bây giờ em sẽ giới thiệu sơ phổ biến luật cho mọi người biết ha. Và hôm nay chúng ta hãy cùng học cách chơi của tựa game vô cùng độc đáo này nhé. Board game Đuôi Rực Lửa có thể chơi được từ 2 đến 6 người. Để chuẩn bị, mỗi người chọn một bộ thẻ bài cùng màu, bao gồm 12 thẻ tất cả. Các những bộ không sử dụng lại vào hộp, mỗi người lấy một thẻ lửa sơ khai đặt trước mặt. Lần lượt từng người đặt một thẻ chuồn ngẫu nhiên ở trên thẻ lửa sơ khai, sao cho ký hiệu lửa vẫn có thể nhìn thấy được. Mọi người lưu ý, nếu đó là thẻ chuồn cộng 1 hoặc là thẻ chuồn giống với những người chơi khác thì lật lại cho tới khi nào tất cả thẻ trên bàn đều có số khác nhau. Sao các thẻ lửa đặt thành một chồng ở giữa bàn, đây gọi là chồng kỳ đà. Vậy là đã xong phần chuẩn bị, bây giờ sẽ tới cách chơi. Trò chơi sẽ chia làm nhiều vòng, ở mỗi vòng chơi sẽ có 3 giai đoạn như sau. 1. Chọn 3 thẻ chuồn. 2. Cuộc giải cứu. Và 3. Là chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Ở giai đoạn 1, tất cả người chơi sẽ cùng lúc thực hiện những bước sau. Đầu tiên, chọn ra 3 thẻ chuồn mà bạn muốn sử dụng trong vòng này. Tiếp theo, những thẻ chuồn không được chọn sẽ được đặt úp trên bàn, sau đó đặt thẻ hang lên trên cùng. Sau khi tất cả mọi người đã chọn được 3 lá, cuộc giải cứu sẽ bắt đầu. Trong giai đoạn này, trò chơi sẽ diễn ra theo chiều kim đồng hồ. Người đi đầu sẽ là người thắng ở vòng trước, hoặc chọn một người ngẫu nhiên nào đó là vòng đầu tiên. Khi tới lượt, bạn sẽ phải đánh một thẻ bằng với số bắt đầu trên thẻ lửa hoặc bỏ lượt. Nếu tới lượt của người đi đầu mà vẫn chưa ai đánh thẻ nào, số bắt đầu sẽ tăng thêm 1. Nếu số 9 tăng thêm 1 sẽ quay lại số 1. Cứ như vậy cho đến khi có một người đánh ra thẻ bài đầu tiên. Sau đó, trò chơi tiếp tục diễn ra theo chiều kim đồng hồ. Khi tới lượt của mình, người chơi sẽ chọn giữa đánh một thẻ bài hoặc là bỏ lượt. Nếu chọn đánh thẻ bài, bạn phải đánh ra một thẻ có số lớn hơn 1 đơn vị và đè lên thẻ trước đó. Thẻ chuồn cộng 1 có thể đánh đè lên các thẻ số từ 1 đến 9. Giá trị của thẻ này bằng với thẻ trước cộng thêm 1 đơn vị. Tuy nhiên, thẻ cộng 1 không thể đánh nếu không có thẻ số để đè lên. Ngoài ra, bạn cũng có thể bỏ lượt thay vì đánh bài. Nếu bỏ lượt chơi sẽ chuyển sang cho người tiếp theo. Việc bỏ lượt không có nghĩa là bạn bị loại khỏi vòng chơi. Bạn vẫn có thể đánh thẻ bài nếu tới lượt bạn một lần nữa. Nếu tới lượt của bạn và thẻ ở trên cùng là của bạn, bạn sẽ thắng vòng chơi đó và tạo ra một ngọn lửa mới. Lấy thẻ lửa trên cùng ghê và đặt trước mặt. Sau đó, lấy thẻ chồn vừa giành chiến thắng đặt lên trên thẻ lửa sao cho ký hiệu lửa vẫn hiện ra. Cuối cùng, kiểm tra ngọn lửa của đối thủ. Nếu thẻ chồn của người đó có số bằng với thẻ chồn của bạn, cướp thẻ lửa của người đó về và đặt dưới thẻ chồn của bạn. Sau khi kết thúc một vòng, tất cả người chơi sẽ chuẩn bị bài để sẵn sàng cho vòng chơi tiếp theo. Ngoại trừ những thẻ chồn trong chồng bài đánh và đang giữ lửa, lấy lên tay những thẻ chồn còn lại. Những thẻ chồn trong chồng bài đánh sẽ được chia lại cho những người chơi. Tuy nhiên, những thẻ này tạm thời không xài được cho đến vòng tiếp theo. Trò chơi sẽ kết thúc khi hết chồng kỳ lạ. Lúc này, người chơi sẽ đếm số ký hiệu lửa trong các ngọn lửa của mình. Ai có nhiều ký hiệu lửa nhất sẽ giành chiến thắng. Ok, vậy mọi người đã hiểu luật hết chưa nè? Ok. Rồi. Giờ mình vô nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ lựa một màu nha. Mọi người sẽ được 12 lá nha. Đây là chồng kỳ đà. Mình sẽ giật lửa từ đây. Mọi người lấy giúp em ngọn lửa sơ khai của mình với lại cái hang của mình ra. Rồi mình sẽ lựa từ 1 đến 9 một con số. Lưu ý là không được giống những người còn lại nha. Giờ cuộc chiến giật lửa xin được phép bắt đầu. Chọn 3 lá đi mọi người. Đây là lá 7, bắt đầu từ 7 trước. Lần trước là người nhỏ tuổi được đi trước, mà hôm nay mình sẽ được đổi lại là người lớn tuổi nhất được đi trước. Ok, tôi. Ok, đi trước. Đây đây. Bảy đâu đây rồi. Wow. Nãy chị nói. Qua. Qua. 8. 9. Có 1 không? Có. Why not? 2. 2. 2 thôi. 3. 3. 4. 4 người. 5. Các chị bên đi. Không được. Wow. 5 kìa. Quả. Ôm. 5. Tính ác vậy. Yeah, yeah. Nào bỏ. Yeah, 6. 6. 6 có. Tính ác. Yeah, trời. Bỏ, không có. 7. 7. 7. Ngó rồi. 7. 7. 7 hết luôn rồi. Ác gì? 8 rồi. Không có. Không có. 8 đi, đầy rồi. Không có rồi. Rồi đây là lửa sẽ thuộc về em. Quá thằng nghe chị. 4 cái lửa. Con cộng 1.
còn những lá đang nhiều sẽ được giam lại. Giờ mở này dòng lên, đúng sau không? Mới đấy. Đúng rồi, bây giờ sẽ tiếp lực được tiếp theo của dựng lứa dòng 2. Bắt đầu nhờ sẽ từ người thắng cuộc dòng trước là em đúng không? Là em á. Rồi, em đi đi. Mấy vậy? Số 4. Thắng lên rồi đấy chị. Không có. Không có không? Không. 4. Không có. 5. 5. Đó. 5. 6. 7. 8. 5. Không có. Không có. 9. 9. Không có. Rồi là anh đó. Vậy là anh lụm đó. Rồi rồi lụm đi. Lụm. Lụm luôn đây đi. Đây của anh. Một ván duy nhất, một ván duy nhất. Rồi bây giờ trả những con chuột lại. Em chứ. Nè em, cái gì mọi người? Cô màu của ai? Giật giật thôi của. Trời ai hắn hôm trước? Mọi bạn ơi. Bỏ. Hai nè. Bỏ. Ba. Kìa. Bỏ. Bốn nè. Năm. Bỏ. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. 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 Đi. Ba. Chín. Một. Một à. Một kìa. Không. Không có một là nó ăn của tôi. Lắm. Giờ ta. Đây cái này của anh luôn. Bây giờ sẽ trả lại những con được giữ giờ dán trước lại cho em. Đó, bắt đầu từ 5 nè, mọi người lựa ra 3 lá đi. 5. Ờ, 5 kìa. 6 nè. Không có. Bỏ. 7. 7. 8. 8 có 8 không? Có 8 luôn. Có 9 không? Có 9 luôn. 1. Không. 1. 1. 2. Có 2 không? 2. 2. 2 nè. 3 nè. 4 có không? 4. 4. 4 luôn. Không có. 10. 5 quá. 10. 5 5 nè. Hết rồi, bạn hết rồi mà. Hết rồi thì hết thôi. Hết rồi. Tôi lụm 6 con lửa của tôi đó mọi người. Ủa? Trời lụm 6 con lửa của tôi đó mọi người. Bài này là... Em cần mắt anh gì tới bài này dễ bị giật lắm. Cậu em á. Không có. Bỏ. 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 Chị. 6. 6. Không có. Không có luôn. Đi. Qua. 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 Qua rồi lụm con 1. Lụm con 1. Ủa? Đúng rồi. Sao nhẹ nhàng quá vậy? Không ai có. Trời ơi con 1. Ủa? Kéo trả con 1. Wow. Không ai có. Yeah. Mời chị Tini đi trước. 9. Không có. 1. 1. Để em phải ra số 2 hả? Đúng rồi. 2. Có. 3. Nghe ba. Được ba. Rồi. Nhưng mà không ai không có. Không, là không, em hốt đó. Là em hốt. Ủa, em hốt em có ai lửa của mình đó. Không? Nếu mà không thì là em hốt ở dưới thôi. Ủa, 4 cục lửa. Ok chưa? Ngại. Số 3 này. Số 4 này. Thôi. 5. 5. 6. 6. 7. 7. Dạ. Bỏ. 8. 9. Bỏ. Bỏ. Bỏ lại ăn lại. Bỏ. 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 Ăn lại còn một bên kia. Đúng rồi, đất cũng trời ơi, cái chồng bài. Chờ tới cái này hết hả? Đúng rồi. Giờ còn 2 dán nữa thôi đó. Nếu mà ví dụ như số 1 giờ không có luôn thì thì mình sẽ nâng lên số 2. Nếu một đi một vòng. 1 1
lên hai số hai. Hai ba ba không không bốn là năm 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 lần một năm năm sáu không có bảy qua bảy 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 tám bảy trời ơi chi vậy chín cộng chín cộng một rồi đó ăn ăn lại bên này rồi một rồi hai 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 ba đi 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 ba bốn ghê vậy trời bốn 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 năm ghê vậy sao hết tại rồi bỏ bảy 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 hết bài rồi lắm sáu lắm rồi kìa một có sáu thôi ra bài hơi bị nhiều nha. Bây giờ là trận quyết định. Nãy giờ là chưa tính ra là chưa có điểm nào luôn á. Ba người nè. Bây giờ chỉ có chỉ có còn một chiếc thôi. Đúng rồi, số 8. 9 bỏ. 9 không. 9. 9. Thôi anh đi. Chưa. 1 1 1. Không có. Chỉ là 1 á, có 1 không? Số 1, số 1. Ờ, em đừng không đánh, có là em đừng đánh tới em rồi mà quên em ăn này xong hôm nay đâu đâu có thì chào mọi người ơi. Rồi thôi khỏi đếm là em nhiều nhất rồi rồi ơ nhưng mà người bé là chẳng thì đó đếm một lá khe lửa ra đây có điểm rồi bà đứa bé bà đứa bé nè lại bé nữa. Bây giờ là tiết mục trừng phạt ba người cuối là ai đâu kìa chị Thiên Hy anh bị cay thế này bây giờ có sẽ một hai ba ai mà rút chúng được bao nhiêu là bị búng bao nhiêu cái. Ok chào đi hai búng ba cái hả búng tè một cái đúng không một cái ba ủa chị hai cái đúng không trời ơi chị em là đương tay đau đớn nào này cũng sẽ qua một hai ba 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 đây và tiếp theo là sếp của tụi mình anh có cảm nghĩ gì không nói chung là với cương vị một người sếp á thì cái trò này nó cũng vui cũng có không khí bo game cũng có như là mọi người tụ tập xung quanh cũng vui á. Nhưng mà xử lý lại chưa? Em thấy hôm nay anh chơi cũng hơi sung á nhưng mà bị các đứa đàn em chèn ép quá anh. Nhưng người ta nói giờ với trẻ tay chân nó thoi thót. Mình lứa vào sao mình theo kịp. Đó, bởi vì tôi nói sống tới bây giờ chơi không lại với đứa nhỏ nó cũng buồn. Nhưng mà nói chung là cũng vui. Hy vọng là lần sau mấy em có gì mấy em mời anh tiếp. Để anh làm như bàn đạp cho mấy em vui vẻ đó. Trời ơi, lâu lâu mới được có cơ hội chèn ép sếp chứ mọi người. Với tỉnh khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Mọi người cũng biết rồi đó. Em mới bị búng tới bao nhiêu? 7 cái. Nhưng mà nhẹ mà. Hơi tiếc à. Gì? Lúc đầu là thấy chuẩn bị là sắp thắng rồi đúng không? Chị thấy em em sắp được top 1 xong đúng rồi. 1-3 là đi xuống bị luôn. Bị giật. Trời ơi, đau đây, lòng. Người giật. Đây, người phỏng vấn cũng là người giật. Người giật xong cũng chót chung luôn nên là cũng đỡ buồn được phần nào. Kiếp nạn giật người ta xong rồi bị người ta chơi tới cũng phải bị búng 2 cái. Nói chung là chơi 3 game là 3 dán tới chót nha mọi người. Không dán nào thắng được à. Okay. Vậy là anh em một game tụi mình đã trải nghiệm xong tựa game đua rực lửa khi là chồng cứu hỏa rồi. Thì sau khi trải nghiệm bọn mình cảm thấy rất là vui và hồi hộp vì qua từng vòng không biết ai sẽ là người sẽ lội ngược dòng để lấy hết điểm của những người khác. Bộ game thì có thiết kế rất là bắt mắt với gam màu sáng và hộp thì cứng cáp nhỏ gọn, mọi người có thể đem theo qua đi chơi cùng với bạn bè và gia đình mình trong những dịp Tết này. Nói về ưu điểm thì luật chơi chính là ưu điểm lớn, vừa dễ chơi dễ hiểu còn có cơ chế cướp bài KS mới lạ. Ngoài ra thì game còn có số lượng người chơi khá rộng, từ 2 đến 6 người chơi nên dù chơi với người yêu, bạn bè hay là gia đình thì vẫn có thể chơi tựa game này cùng với nhau được.
Nói tóm lại, mình thấy đây là một trò chơi khá là thú vị và mới lạ. Có thể chơi nếu các bạn đã quá quen thuộc với những trò chơi truyền thống trong ngày Tết. Thì thông tin sản phẩm đua rực lửa khi là chùm cứu hỏa và những tựa game khác của nhà PlayBlus bọn mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người xem thêm nha. Và bây giờ thì nếu mọi người thích video, có thể like, share và subscribe kênh Mọt Game để đón chờ những video tiếp theo đến từ nhà Mọt Game nha. Bye bye.